vì bị đại ca đánh đập sỉ nhục nên bình mèo viết đơn tố cáo hành vi phạm tội của băng nhóm côn đồ tính sẹo suốt mấy năm qua nhóm bốn đinh do tính sẹo cầm đầu bị tóm gọn và chịu án phạt nghiêm khắc của pháp luật chín lươn cải tà quy chính còn tính sẹo mất mạng do gây sự với bạn tù hà kiến sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ Hà Kiến dụ dỗ một số thanh niên trong xóm xa vào con đường ma túy. Để biết Hà Kiến có những kế hoạch gì trên con đường buôn bán cái chết trắng, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Hà Kiến chẳng bao giờ nghĩ đến mình gieo đau khổ cho người khác. Có lẽ vì thế Cuộc sống giang hồ và ăn chơi xa đoạn Đó là mục đích lý tưởng sống Của kẻ đang nhuốm bụi trần ai như Hà Kiến Nếu hắn có lòng tự trọng một chút Ngồi ngẫm lại quang đời của mình Cũng thấy buồn tê tai Hắn vào tù được hơn hai tháng Thì bố ở nhà uống thuốc sâu tự tử Dân hàng xóm vẫn thương Bởi bố hắn là một người sống mẫu mực Nghiêm túc không hề rượu chè suốt đời chịu khó cày ruộng cuốc vườn nuôi bò nuôi dê tần tiện từng đồng chăm chút gây dựng tổ ấm gia đình cả đời ông hiền chưa to tiếng cãi vã chửi bới ai bao giờ bố hà kiến sinh hạ được bốn người con hai trai hai gái nhưng chỉ có thằng hà kiến là hư đốn không nghe lời bố mẹ và thầy cô từ nhỏ một lần hán cắt tiền mẹ giấu trong sập gỗ khi bà vừa bán hai con lợn nái lại một lần khác hắn cãi nhau với bác bảo vệ nhà trường hà kiến rút con dao trong cặp ra đâm bác bảo vệ bị trọng thương ở mạng sườn phải đưa vào viện cấp cứu dịp ấy hắn bị nhà trường đuổi học sau đó đi vào trại giáo dưỡng sáu tháng cũng thật đáng thương cho số phận ông hiền hồi ấy thằng huỳnh người con cả của ông siêng năng và tháo vát làm ăn nó là chỗ dựa vững chắc nhất của gia đình, lại bị con trâu hàng xóm nổi cơn điên, húc chết. Con cái, đứa bị cầm tù, đứa bị trâu húc, khiến ông Hiền đâm bi quan chán nản. Từ đó ông mắc chứng bệnh trầm cảm, lý do ông uống thuốc sâu tự tử, cũng vì nỗi đau con cái. Sau khi ông Hiền mất, bà Huyền, vợ ông, nỗi buồn càng nhân lên gấp bội. Bà theo ở với một người con gái, người con rể rất mực thương mẹ vợ chăm sóc hầu hạ chu đáo nhưng thật họa vô đơn chí cứ tiếp tục giáng xuống gia đình bà một bữa bà huyền vào rừng chặt củi chẳng may sẩy chân vào ngọn thác thế là bị thác nước vùi mất không tìm thấy xác cuộc đời bà huyền quá bi ai xét cho cùng một phần cũng vì hắn mới nên nông nỗi này sự đời ngưu tầm ngưu mã tầm mã từ lúc rời nhà sinh thọt ở sài gòn về lại vùng sơn cước sơn kim suốt mấy ngày liền hắn thơ thần địa bàn thị trấn tây sơn để tìm thêm bạn hữu và hội nhóm làm ăn vừa gây men hai chàng thanh niên trẻ minh điền và dường thu hà kiến cố tình dò la nắm thông tin đối tượng đặng phương đối tượng cộm cán trong làng vừa được thả tự do đặng phương đang cư trú tại làng chè cách làng hà kiến ở khoảng hai cây số bữa ấy cả nhà đặng phương vợ con đều đi làm vắng cả đặng phương đang ngồi thu lu buồn bã như con cú đêm trên chiếc chiếu cói cũ trải giữa nhà phương bận chiếc quần đùi màu ghi toàn thân da đen nhẻm lấm chấm những nốt sẹo nhỏ lồi lõm bên cạnh y là một chai rượu nếp phương nhấm nháp một mình cùng với đĩa lạc giang đã cạn gần nửa chai bất ngờ thấy hà kiến tìm đến nhà mình chơi đặng phương ôm chầm lấy hà kiến rót rượu ra mời và nói oang oang tao tưởng mi chết rồi chết làm răng được bác mi bóc lịch mười năm tao đây bóc mới có sáu tháng thôi đã thấy chết điếng cả người thế bác vào tù vì tội gì có chi mô, con mình đau bụng, đưa lên bệnh viện khám. Nhìn thái độ thằng bác sĩ quá thờ ơ, tao điên tiết quá. Lấy ghế đầu, phang nó gãy xương bả vai. Nên vào tù thôi. Hà Kiến nói. Tội bạc nhỏ như con kiến, mà phải vào tù kể cũng hơi oan. Thôi, bây giờ anh em mình cùng cảnh ngộ với nhau. Ta bắt tay làm ăn để xua tan tà khí. Đặng Phương thở dài. Tao chán lắm rồi, chú Mi ơi. Về nhà dân hàng xóm họ coi mình chẳng ra gì, không ai tới chơi. Tao suốt ngày lủi thủi dắt con bò ra đồi chăn thả, tối lại về tắt đèn ngủ. Tao trước đây có phải người ham hố gì rượu đâu, nhưng từ khi ra tù tới nay mượn rượu giải sầu rồi đâm nghiện. Hà Kiến an ủi: Sông có khúc, người có lúc bác ạ. À thôi bây giờ bác bắt tay làm ăn với em cho giàu lên cho họ đỡ khinh đời chẳng có gì người ta nể trọng bằng kẻ lắm tiền chào mình từ xưa đã bảo có tiền mua tiền cũng được đó sao đặng phương gật gù Chú mi nói thế nào tao nghe cũng hay nhưng buôn bán bây giờ đâu phải dễ buôn hàng con ai địch được con mụ thảo ly buôn hàng cấm ai địch được thằng tuấn đen ở xứ này cái loại hàng khác như điện tử, điện lạnh thì hàng trăm hàng ngàn người đổ xô. Mình lơ ngơ lấy hàng về, không khéo. Bán lại thấp hơn giá mua. Hà Kiến giải thích. Họ làm mặc kệ họ. Mình cứ theo phận mình, miễn làm sao xui trèo mát mái là được. Đặng Phương hỏi. Thế chú mày định buôn hàng gì? Hà Kiến thả giọng chắc nịch. Buôn hàng trắng mới nhanh giàu. đặng phương ngạc nhiên trước sự liều lĩnh này chú không sợ án dựa cột à hà kiến quả quyết hơn em chả sợ cái gì hết đã sợ thì đừng đi buôn đã đi buôn thì đừng sợ bác xem tuấn đen đấy đại ca ở xứ thị trấn tây sơn này buôn đủ thứ hàng cấm nhưng đã thấy ai sờ vào gáy nó năm ngoái nghe đầu hàng của nó bị bắt tại cảng cửa lò mấy cha sông vô từng đè bẹp hắn chết như con rán. Nhưng hắn dày tiền, đấm đậm, thế là im hết. Đặng Phương lại tỏ ra nhột trí. Tao sợ, buôn cơm trắng, thế nào cũng bị hội của Tuấn Đen trả thù. Hội của nó, thằng nào cũng có súng. Riêng thằng Tuấn Đen sử dụng tới hai khẩu. Loại dao chọc tiết lợn ở trong nhà tao chỉ dùng cho kẻ khùng ở chợ búa, chứ làm gì hạ sát được đối phương. Hà Kiến cao giọng Tưởng gì? Chứ súng thì khó chi. Bác cần tới 10 khẩu em cũng sắm được cho bác. Nhưng bác chỉ cần một khẩu thôi. Một khẩu súng côn, k tư, gọn nhẹ, bỏ vào cặp. Bác có thể sang cả châu Âu, châu Mỹ cũng được. Đặng Phương tưởng Hà Kiến nói dốc, chứ làm gì kiếm ngay súng. Ai ngờ từ hôm ấy, hắn điện thoại cho Lâm Chuột, một tay giang hồ khét tiếng chợ vinh. Lâm Chuột tức tốc cử hai thằng em, phóng xe máy cả đêm đưa đến cho Hà Kiến. Hà Kiến trả 500 đô rồi nhận ngay khẩu súng mới khử cùng với ba hộp đạn xếp dày những viên đạn vàng chóe. Thơm như mùi kẹo. Hà Kiến đưa đặt lên bàn khiến Đặng Phương mắt tròn xoe. Đặng Phương rủ rỉ. Tao trước đây cũng có một khẩu dùng để đi săn trồn. Nhưng sau khi đi tù, súng bị mất tiêu luôn. Đặng Phương bảo. Loại súng này anh chưa quen dùng, chú hướng dẫn anh xem nào." Hà Kiến cầm khẩu súng ngắn lên. "Đây là khóa chốt an toàn, đây lẫy cò. Nhớ dùng ngón tay trỏ bóp khi hành động. Đơn giản vậy, bác hiểu chưa?" Đặng Phương Thành mình, việc gì mình chưa biết phải hỏi cho rõ. Mình giấu rốt, nhiều khi súng không bắn được người ta bắn lại mình. Bao nhiêu kẻ chết nhăn răng vì đùa với loại này rồi. Hà Kiến nói, bây giờ bác có vũ khí, có thể tự bảo vệ mình, hạ sát đối phương. Bác thấy yên tâm để tham gia cùng em chưa? Đặng Phương nổ, kêu luôn. Có khẩu súng ngon trong tay, thì trời đánh thánh vật, ta cũng không sợ nữa. Bất giác, Hà Kiến hỏi. Ông Phú ở làng tròn, hiện giờ có hay xem ngày và lấy lá bùa nữa không? Đặng Phương đáp, dạo này lão Phú vẫn hành nghề mạnh, đặc biệt sẽ buôn bán nhiều nơi tìm đến nhờ lão. Hà Kiến nói, hiện nay em có người anh kết nghĩa ở Sài Gòn, giao nhiệm vụ cho em mua hàng trắng, đưa vào cho anh ấy. Nếu bác nhận vận chuyển, anh em ta đến đưa lễ cho lão Phú, rồi nhờ giúp ta lá bùa hộ mệnh. Đặng Phương mắt sáng lên. Sáng kiến của chú vĩ đại đấy hồi trước cả tôi cả chú đều là những thằng ngớ ngẩn và dại dột đã không tin thần phật lại còn phỉ báng nên tôi và chú đều vướng vào vòng lao lý gia cảnh người nào cũng đau đớn bi ai bây giờ mình làm việc gì trước hết phải đến xin quẻ để thần phật chứng giám nếu thần phật cho mới được làm đặng phương đứng dậy vận đồ áo tinh tươm trả lại tóc tai nghiêm chỉnh rồi ngồi sau xe máy hà kiến tới nhà lão phú lúc bấy giờ trời đã sâm sẩm tối mấy người đàn bà kẻ đứng góc sân người ngồi so so trên chiếc tràng kỳ chờ đợi một cặp vợ chồng trung tuổi đang ngồi áp tai bên lão phú mắt chăm chú với những đồng tiền sắp ngửa khi thầy cúng tung lên cầu may cho họ trên chiếc bàn thờ sơn son chạm đủ hình long ly công phượng bài trí một bức tượng phật và tượng đức thánh mẫu bằng gỗ phủ sơn và óng ngoài ra còn bày biện đủ bộ lễ tiền âm vàng mã hoa quả những nén nhang đang nghi ngút khói đợi hơn một tiếng đồng hồ lúc này khách lạ khách xa đã lui về đặng phương mới vồn vã biết bác người nổi tiếng nhất vùng đã lâu hôm nay tôi mới có dịp gặp bác để trình bày nguyện vọng lão phú dục nhờ gì chú nói ngay xem nào đặng phương tay cung kính tôi nhờ bác ba việc thứ nhất giải hạn xui cho cả tôi và thằng hà việc thứ hai chúng tôi đang tính chuyện đi buôn xin bác lá bùa hộ mệnh việc thứ ba nhờ bác tính chính xác cho ngày giờ xuất phát chuyến đi đầu tiên này lão phú hỏi tên tuổi ngày sinh tháng đẻ từng người xong rồi thắp hương khấn lầm rầm lão sụp xuống, giữa hai bàn tay cung kính lại đức phật Bồ Tát và đức thánh mẫu, khiến Phương và hàng ngồi im bất động đến tê cứng cả chân tay. Sau đó, lão bắt cả hai người há to miệng, lão đưa cả que hương đang đỏ lửa vào miệng và hét to, nhắm mắt lại, ngậm và nuốt lấy khói này. Ba phút sau, lão Phú hét toáng lên, mở mắt ra và nhìn thẳng lên. Lúc này. Hà Kiến và Đặng Phương hồn như thôi miên theo từng cử chỉ động tác của Lão Phú. Lão cầm bài cúng viết toàn bằng chữ nho, lý nhí đọc một thôi dài. Đọc xong, Lão xin hồn thiêng chứng giám và độ trì. Khi đồng tiền sắp ngửa được an bài trong chiếc đĩa, gieo quẻ xong, cả hai người đều mừng rỡ vì âm dương đều thuận. Lão Phú bảo, thế là hai chú từ nay gặp vận may rồi, cố gắng buôn bán cho phát tài phát lộc. Lão Phú đứng dậy... lấy bông chùi lại đôi mắt kính đã nhòe khói hương... Hơn 4 tiếng đồng hồ căng thẳng... Lão vào nhà vệ sinh rồi quay ra... Uống vội vàng bát nước trẻ xanh đang nguội... Tanh... Rồi lại quay ra bàn thờ... Lão Phú dương mục kỉnh... Nhìn đối diện Đặng Phương nói... Tôi đọc kỹ ngày giờ... Năm sinh tháng đẻ của hai chú rồi... Chú Phương... Sinh giờ thìn... Nhưng lại vướng vào năm tuất... Nên tính chú hay sốc nổi ở đâu chú cũng bị kẻ khác rèm pha và nghi kỵ mệnh của chú làm ăn càng kín đáo càng tốt tháng tư tháng chạp năm sau dè chừng hạn nặng không cẩn thận nguy hiểm đến cả tính mạng còn chú hà sinh giờ ngọ tuổi dần cầm tinh con hổ ngày sinh của chú lại khắc cả cha lẫn mẹ số chú trời đã định vậy đành cam phận thôi bây giờ muốn làm ăn được chú phải bám lấy rừng lấy núi mà sống bám rừng nếu không có kẻ nào phản bội thì chú yên ổn nhược bằng họ quay lưng thì đời chú lại dính vào lao lý lần nữa cả hai tên nghe vậy đều sợ hãi đến tím tái cả mặt trước tình huống như vậy lão phú hạ giọng an ủi tôi nói vậy để hai chú đề phòng thôi cứ an tâm làm ăn năm sau cứ tới đây tôi giải hạn cho còn bây giờ hai chú cầm lấy hai lá bùa này nhớ lúc ngủ cũng phải đeo vào cổ nói xong lão rút trong hộp một cái hộp đồng cũ kỹ hai sợi dây nhuộm màu hòe một người có mẫu kẽm đúc hình con hổ một người có mẫu đúc hình con chó hà kiến phấn chấn đặt vào đĩa tờ bạc hai trăm ngàn mới khự lão phú giật mình ấy chết đây cầu phúc làm phước cho mọi người chứ có phải cái bẫy thu tiền thiên hạ đâu đặng phương đáp bác vừa mất công vừa khản cổ cả chiều nay anh em bọn tôi cảm tạ bác một chút gọi là nghĩa tình thôi lão phu khăng khăng tôi đã nói với hai chú rồi thờ cúng là phải thành tâm ai núp bóng này hành nghề trục lợi đều mất thiêng hết biết Lão Phú không phải là kẻ dễ siêu lòng về tiền bạc. Cuối cùng, thấy Hà Kiến nài nỉ nhiều, Lão Phú đành nhận 50 ngàn. Hai người cung kính chào gã thầy cúng quay về. Đêm ấy, Hà Kiến về ăn ngủ tại nhà Đặng Phương. Trời vừa tảng sáng, Hà Kiến đã tung chăn bật khỏi giường. Hắn mặc bộ đồ bò, rồi vội vàng ra quán phở thìn dâu gọi hai đệ tử Minh Điền và Dường Thu ra cùng điểm tiện thể bàn bạc cụ thể thêm đường đi nước bước. Kế hoạch chuyển hàng trắng. Cả suốt tuần nay sau vài ba lượt được Hà Kiến tập duyệt ít heroin, Minh Điền và Dường Thu bắt đầu thấy thèm thuồng. Ăn sáng xong, được Hà Kiến trợ sức cho một bi để hai đệ tử sảng khoái dài lâu, tuân thủ theo mệnh lệnh thằng anh hảo hớn. Chả hiểu có là bùa hộ mệnh của Lão Phú đeo vào người hay sao. Hà Kiến trong chuyến đi cắt rừng đầu tiên, hắn không bắt gặp một bóng dáng chiến sĩ biên phòng nào tuần tra theo lối mòn nhỏ mà hắn đang vượt. Sau ba tiếng đồng hồ trèo qua thác, quài lòi, chầy trượt, với những tảng đá nhọn hoắt như mũi trông, rồi lò gió bước qua thác hồ chúa với những viên đá tròn lẳn như những quả bầu to, nhưng đều rêu xanh phủ kín, trơn như bồi mỡ. Nếu chỉ cần sở chân, hà kiến có thể sứt đầu mẻ chán hoặc thân phận trôi theo dòng thác nhưng tự nhiên hắn cảm thấy mình khỏe như gấu rừng đi săn mật ong. Mười ngón chân di động tới đâu đều bám chắc tới đó. Chính vì thế, hắn đã chinh phục được hai ngọn thác cực kỳ mạo hiểm này. Khi leo lên đến đỉnh dốc cổ ngựa, Hà Kiến ngoái nhìn thung sâu thăm thẳm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt hắn hiện lên một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo như rắn lượn. Từng nhóm cửu vạn, người lên kẻ xuống mang vác hàng lậu kìm kìm như mắc cười vừa xuống dốc mụ châu mắt hà kiến như bị vây bùa trước hàng lậu xếp hàng ngang dãy dọc hai bên vệ đường nào tủ lạnh nào tivi nào quần áo giày dép đặc biệt các mặt hàng giải khát giờ gội đầu đầy dãy như nấm mọc sau mưa đang đi giữa núi hàng lậu ngổn ngang bỗng hà kiến nghe tiếng chó sủa giống lên bên tai hà kiến quay lại nhìn thấy một dọ chó ba con mắt đen lông màu nun, đuôi xòe ra như bông lau, đang dương mắt nhìn hắn. Con chó lớn nhất, nghe cái răng nhọn hoắt trắng hớn, giận dữ, như muốn nhảy ra khỏi lồng, gây xung đột với Hà Kiến. Tự nhiên sự ác cảm về loài chó lại sôi lên trong tim hắn. Hắn giơ cao nắm đấm, đấm vào không khí dọa. Tao là hổ đây, mày ghét tao, thì tao ghét mày. Khiến cho lũ chó lại đồng thanh sủa giống lên. Hắn lững thững, bách bộ trong khoảng 500 mét, tới chợ biên giới Việt-Lào, chưa kịp liếc nhìn mấy bà mế ở bàn thong pẹ đang giao bán những gùi rắn to bự. Hắn phát hiện một chiếc xe túc túc đang đón khách. Một thanh niên Lào mặt đầy đặn, da nâu, đầu đội mũ lưỡi chai, nói tiếng Việt khá sõi. Chàng trai gọi, anh về lạc sao hay na pê? Mời anh lên xe em, chỉ 10.000 kíp thôi. Tôi về thị trấn lạc sao, chú đưa tôi đến tận chủ nhà, tôi trả chú hai mươi ngàn kíp. Anh tốt bụng quá, mời anh lên xe. Chiếc xe túc túc, lạch bạch nổ máy. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chú tài xế trẻ ấy đã đưa Hà Kiến tới một ngôi nhà cao tầng đồ sộ, theo kiến trúc của Lào. Bên cạnh, hàng rào sắt được nhũ một lớp sơn vàng, biệt thự tọa lạc trên một khu đất rộng gần một hectare trong khuôn viên mênh mông đầy rẫy cây trái sum xê đang kỳ nở bung các sắc hoa rực rỡ đặc biệt là phong lan tía đây là ngôi nhà của vừ mã lành một các buôn ma túy cỡ bự ở vùng thị trấn lạc sao đối với hà kiến gã vừ mã lành đã thân thuộc như người nhà từ thuở tính sẹo dẫn dắt tới đây tập hút hít và đánh bạc sau khi băng cướp tính sẹo bị động ổ và cả nhóm bị tống khứ vào trại giam. Mối quan hệ giữa Vũ Mã Lành với băng nhóm này cũng bị cắt đứt từ đấy. Hơn 10 năm biệt tin nhau, hôm nay gặp lại nghe Hải Kiến kể chuyện ly kỳ trong tù. Nào, hắn đi cưỡng bức lao động, đập đá, dọn hốt cầu tiêu. Nào, bị bọn đàn anh trong tù đánh đập lăng mạ, tranh ăn cướp uống lang sói đến mức nào. Nước mắt, theo lời kể cứ thế tuôn ra lã trã, rơi ướt nhèm xuống nền nhà vừ mã lệnh vừ mã lệnh nghe xong hắn cũng động lòng chắc ẩn vừ mã lệnh bảo hà kiến thôi từ nay mày đừng bén mảng về việt nam nữa ở đây tao nuôi cơm cứ giúp việc thêm cho tao rồi tao làm mối cho một cô gái lào làm vợ nhập quốc tịch lào xem ra có hay hơn không em biết bác rất thương em nhưng ăn nhờ ở cậy lâu cũng phiền lắm bác. Chúng mình hiểu tính nhau dễ cảm thông. Nhưng bác ra còn có vợ con bác nữa. Chúng ta gặp nhau để làm bạn hàng thân thiện và lâu dài với nhau là hay nhất. Mày nói đùa hay giỡn với thằng bố già này đấy? Thật chứ ai đùa với bác làm gì? Hạ Kiến thẽ thọt. Ra tù em đã dắp tâm tính chuyện buôn hàng trắng rồi. Trước khi đến đây, họ đã chuẩn bị cho em hàng chục ngàn đô. Vừa mã lệnh bảo, tao chưa làm sao, chẳng ai làm gì được tao. Nhưng đối với chú mày đã trở thành đối tượng trong danh sách đen, công an và bộ đội biên phòng theo dõi. Vì thế chơi với hàng độc này chú mày phải hết sức tỉnh táo. Tao vừa nắm được thông tin của mấy thằng người bên này sang đây mua hàng. Bọn chúng đều loan tin hiện tại ông Võ Trọng Hải được thăng quân hàm đại úy và làm trưởng trạm cửa khẩu cầu treo rồi. Tao chưa biết mặt mũi ông Hải ấy như thế nào. Nhưng nghe kể, dưới buôn lậu lúc này đều sợ xanh mang, đặc biệt dưới buôn hàng trắng. Ông Hải tuyên bố tận diệt tới cùng. Hà Kiến nghe vậy, trong người buồn rủn hỏi lại, có thật thế không bác? Vừa mã lời đáp, Sao lại không thật Nghe vừa ma lành tâm sự thế Hà Kiến không thể không sốc với nguồn tin này Dường như vừa ma lành giữ tế nhị Không muốn nhắc lại chuyện cũ Nhưng chắc chắn rằng Với cái tai thính hơn tai hưu Gã cũng đã biết tường tận Hà Kiến chính là một trong nhân vật băng nhóm tính xẹo đã bị võ trọng hải còng